Thưa quý vị, sau khi xuất sắc giành vé dự vòng loại World Cup 2022, sáng nay đội tuyển Việt Nam đã về nước và bắt đầu thực hiện cách ly tại thành phố Hồ Chí Minh. Ghi nhanh của phóng viên truyền hình Thông Tấn. Sau khi kết thúc phần thi đấu tại vòng loại thứ hai World Cup 2022 tại Dubai, UAE, đội tuyển Việt Nam đã trở về thành phố Hồ Chí Minh vào lúc 10 giờ 30 ngày 17 tháng 6 trên chuyến bay riêng của hãng hàng không Bamboo Airways. So với lịch trình, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo về trễ hơn 1 giờ đồng hồ do phải hoàn tất thủ tục xuất cảnh tại Dubai. Sau khi có mặt tại thành phố Hồ Chí Minh, toàn bộ 42 thành viên đội tuyển Việt Nam sẽ được cách ly tại một khách sạn ở quận 7. Các thành viên đội tuyển Việt Nam đã tiêm đủ 2 mũi vaccine COVID-19, trong đó liều cuối tiêm cách đây ít nhất 14 ngày, có kết quả xét nghiệm RT-PCR âm tính và kết quả xét nghiệm kháng thể với nCoV dương tính vào ngày thứ nhất sau khi về nước. Sẽ thực hiện cách ly y tế tập trung 7 ngày, cách ly y tế tại nơi lưu trú 7 ngày tiếp theo và tự theo dõi sức khỏe cho đến hết 28 ngày kể từ ngày nhập cảnh. Với các thành viên chưa tiêm đủ 2 mũi vaccine, nếu kết quả xét nghiệm RT-PCR âm tính và kết quả xét nghiệm kháng thể với nCoV âm tính vào ngày thứ nhất sau khi về nước, sẽ thực hiện cách ly y tế tập trung 14 ngày và tự theo dõi sức khỏe trong 14 ngày tiếp tính từ khi hoàn thành cách ly y tế tập trung. Riêng 5 cầu thủ của câu lạc bộ Viettel có mặt trong đội hình đội tuyển Việt Nam gồm Quế Ngọc Hải, Bùi Tiến Dũng, Trọng Hoàng, Hoàng Đức, Thanh Bình đã được Liên đoàn bóng đá Việt Nam bố trí để bay cùng chuyến bay của đội tuyển Thái Lan từ UAE về Thái Lan vào ngày 17 tháng 6 để tham dự AFC Champions League.